Good morning. Xin chào các bạn. Chủ nhật vui vẻ. Mấy hôm nay mình không có ngoan. Ăn uống tầm 7 tầm bữa. Đường nó lên cao. Nên hôm nay trước khi đi thăm mẹ già mình đi bộ một chút đỉnh cho nó tan đường cái buổi sáng. Rồi cái mỗi một bữa ăn mình phải đi bộ làm cho nó tan đường mới được. Mà giữ cái chất đường nó thấp thấp xuống thì nó cao quá không tốt. Mình ra công viên này lâu quá không ghé. Hôm nay có mấy ngỗng nó đến nè. Đây một đám ở bên sân cỏ kia một đám. Cái ao này thì hồi xưa có nước á. Nhiều vịt lắm mà năm lúc này hơn cả gần 2 năm rồi đó. Không có nước. Ui trời trời, cái gì xuống giữa cái ao vậy? Giống như bị cày hay gì. Mắt mình kém á. Dạ cả mắt kém, tay thì điếc. Ồ, dũng nước. Sau mưa mấy ngày mấy bữa cái nó có dũng nước. Cái này nước phải nó phải đổ vô từ cái con kênh. Ở đây mấy ngỗng nè. Yeah, ngỗng đẹp ha. Thích nó lúc nó đang bay á, tình cờ. Hồi xưa cái ao này nó đầy nước á, nhiều thú vật nó đến. Ôi trời lạnh quá, hả tay mình buốt luôn. Giờ mình đi bộ một vòng cái mình ghé thăm bây giờ lại tí. À, nhìn cảnh cũng đẹp quá chứ. Sáng nay thấy Pháp đá với nước nào quên mất rồi. Và công nhận nha. Mình ở đây lâu rồi coi đá banh thấy không có thích thú như ngày xưa nữa. Bây giờ thích coi football hơn, football Canada mình, bóng Canada Mỹ đó. Anyway, hôm nọ coi Mỹ đá với lại Hòa Lan. Thì coi được khi mà nó bị sút vô một điểm có thấy thôi hết coi, đi tắt đi, không hào hứng. Bữa nay thì có trận bóng cà na của đội nhà đá với Miami, hai đội đang chơi hay lắm. Đội nào cũng đang rất cần thiết thắng cái trận này. Nếu như thắng thì có thể vào vòng loại. Cho nên hào hứng lắm. Mà coi phải có vài lon bia nhưng mà mình không biết nên uống không, mấy nay tốt. Như mình nói đường lên cao quá, tốt cho sức khỏe. Hôm nay tạnh mưa rồi, hôm qua mưa cả ngày luôn. Mình có nồi thịt kho, thịt bò kho Mỹ đó, gọi là beef stew đó. Mình chưa nấu xong nữa, mình đang cần phải bỏ cà rốt, khoai tây vô với lại ngò tây vô, này gia vị rồi vô nữa, chứ mà chưa có làm, tại lạnh quá rồi. Cái mình nấu ở ngoài đó, nấu trong nhà nó hôi lắm. Bữa nay thăm mẹ già về rồi chắc mình phải nấu cho xong, vừa coi football vừa làm. Mình có hai quán phở nhưng mà không phải Cường Marine này, Cường 2. Trong này có mấy quán Việt Nam nè, bán tiệm tàu hủ. Mình sẽ vô trong cái tiệm này mua thức ăn buổi sáng trưa này. Rồi chung quanh đây là những cái quán ăn Ấn Độ. Chỗ đó nó có mấy mở gà rán hay gì đó. Anyway, vô trong này coi. Tesla Pieces. Cho nó mở. Cho chồng hóng. Ghé vô cái tiệm nhỏ nhỏ đó mua bánh bao, mấy cái tiệm sắm há cảo xíu mại rồi đó.
đổi món cho nó đỡ ngán, riết mình ăn mình không biết ăn gì nữa. Thèm là thèm cái tô bún bò Huế dễ sợ luôn. Nhưng mà mấy nay đường không tốt nên thôi phải nhịn. Thôi cố lên. Bây giờ về bọt gà rồi. Coi football. Coi trận giờ này rồi trận buổi tối. Nấu cái nồi thịt kho. Bò kho chứ quên. Mấy cái món muốn ăn bình thường của bình dân của Việt Nam mình cũng thèm dễ sợ luôn á. Mấy cái quán cơm mà nó bán đồ ăn xong rồi mình lấy phần cơm mình ăn đó, ví dụ như cá chiên, thịt kho, trứng, rồi tôm, kho tàu, rau muống xào, đồ gì đó. Trời, mấy món đó mình nhìn thấy thèm chết luôn. Đi con đường này tính quẹo ra đường lộn vậy. Đây. Bữa nay là chủ nhật rồi, thấm thoát cái là tới Noel 2 tuần nữa. Noel mình đối với mình cá nhân thì chắc không có gì vui hết á. Mình muốn đi đâu, đi đây, đi đó. Cặp bạn, cặp bè, nhưng mà không, chỗ biết sao nữa trời. Chỗ này nó sửa chữa. Anyway, về rồi mình tính sao, không biết có gì vui chia sẻ bữa nay. Có giá cảo. Mua tờ trúng 10 đồng. Bỏ thêm 10 đồng nữa mua tờ 20. Cũng chặt lắc luôn. Ở cờ bạc nó vậy đó. Ăn thì ăn không nhiêu, ăn chút đỉnh cái mình mới bồi vô mình chơi thêm thì cũng thua đêm mà. Cầm 1.000, 2.000, 3.000 mà lên Las Vegas quýnh bài cũng vậy nữa. Có ăn đi ăn từ từ mà không chịu về là cứ ngồi quýnh tới 2-3 ngày là thua lại hết à. Con nó chơi đường dài mà. Bởi vậy cho nên mình mà quýnh bài ở chảnh thường đó, nó hay cho cái phòng VIP lắm. Nó cho mình cái phòng, nó gửi thơ về gì mấy cái bữa mà nó ế ế đó. Nó cho mình lên ở free, ăn uống free hết. Là để dụ mình quýnh bài thôi à. Mà mấy người mà chơi lớn đó nó gọi là shark, là cá mập á. Trời, mấy người mà quýnh bài bạc triệu đô đó, mấy người đó còn nó tới nó rước từ cái phi trường luôn đó. Nó đưa limousine tới nó rước về. Có cái ông chủ tờ báo Hustler, ổng là cái tờ báo dâm á. Ông chết rồi. Hồi đó ông quýnh bài dữ lắm. Mỗi lần ổng xuống Las Vegas là ổng quýnh, một là ổng ăn 1 triệu, 2 triệu, thua lại 2-3 triệu luôn. Đánh bài bọt triệu, một đêm, hai đêm ổng quýnh vậy đó. Ngồi nhiều khi ổng quýnh bài ăn được 1 triệu, cái ổng mệt quá, ổng nói thôi ổng nghỉ. Cái nó đem cất, nó bỏ vô trong cái gì, nó cất chọn mấy cái chip của ổng á. Rồi sáng hôm sau á, nó đem đồng hồ Rolex tới tặng, đem vợ ổng á, đem mấy cái áo gọi là áo lông tròn rồi đó, ái mấy áo 30-40 ngàn đem tới cho tặng. Nghĩa là trước sau gì ổng nó biết ổng cũng thua lại hết, ổng ăn 2-3 triệu nhưng mà cuối cùng cũng mấy chuyến ổng đi là thua lại 10 triệu như chơi. Anyway, nói tới cờ bạc cũng mình cũng có thích chơi, nhưng mà nói tới quýnh cái thua cỡ bạc 100 thì ok, thua tới trên 500 là không nổi rồi, thì không nổi rồi.
Thôi về nha, mình có gì bữa nay có gì vui chia sẻ tiếp. Hôm nay mình nấu tiếp tục cái nồi bò kho. Nó có rất nhiều mỡ cho nên mình đẩy qua đêm á. Mình vớt mấy cái mỡ ra đây. Trời ơi, cái mỡ này nó đóng trong tim là chắc chắc. Vớt rất cái mỡ hết. Tại vì vì sức khỏe cho nên mình phải lấy mỡ ra. Còn như mình nấu mình ăn mỡ không thì phải tập thể dục. Tập ăn nhiều đầy mà nó nghẹt luôn cái cống nó, đừng nói chi cái mạch tim. Phải được rồi, bây giờ mình sẽ kho nó. Phải nấu từ từ à, từ từ cho nó nhừ như cháo vậy đó. Ok, bây giờ thì mình bỏ rau vô, cà rốt với lại cái cần tây và cái khoai tây thì mình đó. Khoai tây nhỏ này nè, mình đã cắt mình bỏ vô một mớ rồi. Coi như bây giờ mình chỉ hầm nó lên. Hầm nó lên nó mềm ra xong cái bắt đầu mình nêm nếm đường, muối, tiêu. That's it. Maybe nước tương vô cho nó cái màu đen đen chút. Ok, đây là cái món beef stew. Mình beef stew này mình không có bỏ cái sốt cà tomat thì mình thấy nó hơi chua chua, mình không thích lắm. Bữa nay mình nấu không cái kiểu không có cà tomat cho nên cái màu nó không có đỏ đỏ. Thì trong đây có cần tây, có cà rốt, có khoai tây và thịt bò. Thịt bò này rất là mềm rồi, mình nấu nó quá nhiều luôn. Và mình đổ thêm một cái hộp đậu vô nó. Đậu nè. Này mình có thể ăn với này lá thơm, có thể ăn với cơm, chan lên cơm, hoặc là mình ăn với bánh mì. Còn nếu như mình đang kiêng ăn thì mình chỉ ăn cái này với thêm bắp hay gì, bắp mà nó trong hộp á. Anyway, ngon không? Đây, thumbnail ha. Đói bụng rồi, bây giờ mình ăn đây. Nhưng mà thấy cơm thừa quá, mình biết công nhận ăn cơm không tốt, nhưng mà mình ăn cái món này với cơm thì mình thích hơn. Đó, cái món bò kho không giống ai ha, nhưng mà ngon. Mình nấu sao mà theo khẩu vị mình là good rồi. Giờ mình chỉ cần rắc tí tiêu vô nữa là ngon. Ớt, kiếm ớt. Oh yeah. Thêm ít ớt nữa cho nó cay cay. Ớt mình trồng ăn nó không có cay cái này nữa. Thôi ăn ớt khô. Có cái miếng chanh dắt vô nữa là thôi hết sảy đó. Mời các bạn. Chà, cơ bộ mình nó hơi ngọt chút ạ. Lúc nãy mình nêm thì nêm nếm sao mà giờ thấy nó ngọt quá vậy? Cho tí muối vô. Ok, xem ớt không cay gì hết vậy? Cái thịt bò nó mềm nhèo luôn. Nó bụng quá. Ăn hồi nào ta? Ăn hồi 1 giờ. Bây giờ là 5 giờ. Đó bụng dữ gì? Bây giờ coi bóng cà na. Mê bóng cà na hơn là mê World Cup. Ngon quá. Tự nấu tự khen. Tự biên tự diễn. Miếng lá thơm.
Đói bụng quá phải bỏ miếng cơm vô ăn cho nó. Nhìn các bạn nhìn thấy không ngon với mình ăn cái mùi vị nó rất là ngon. Tại vì mình nhịn đói quá. Còn cái hồi lúc mình nhỏ đó mình kén ăn lắm. Ăn gì mình không thấy ngon, ăn cái gì cũng chút đỉnh ở nhôm nhách à. Giờ thì ăn cái gì cũng ngon hết. Mà không được ăn nhiều. Ăn nhiều thì nó đường nó như cao. Thuốc này thuốc, phải uống thuốc. Chưa có đến nỗi phải chích thuốc. But anyway. Thôi mình ăn xong rồi mình đi ngủ. Còn một trận football nữa nha. Chúc các bạn đầu tuần may mắn nha. Sắp hết năm rồi. Wana tết tây tết ta đó. Mình xin chào các bạn. Có lúc mình ăn sao thấy ngon quá, ăn sạch luôn. Sạch hết trơn, không còn miếng. Đúng là vậy. Mình tự nấu mà thấy cái món ăn nó ngon. Ăn cho nó hết sạch là thấy mình nó vui lòng. Chết cũng chịu. Còn mấy hộp cơm mà vớt hết đi. Bỏ tội lỗi.